không quen thuộc. Trả lời những câu hỏi quả tôi xì, ai được quyền trả lời trước, đơn giản vậy thôi. Chúng ta có 3 trận đấu, hãy chọn người mà mình ghét nhất. Em đấu đầu tiên cùng với anh Trương Thế Vinh. Tại vì hồi nãy bị thua nhục nhã quá chứ gì, đúng không? Cây cú. Cái đó là vừa ta thắng. Hồi nãy em thắng mà. Đúng rồi, ai phải dọn dẹp hết cái phim trường này. Nhưng mà cái game đó mình vẫn thua. Cái game đó mình vẫn thua. Thắng ngoài luôn. Thắng ngoài luôn không sao, gỡ được danh dự là được. Danh dự đâu mà gỡ. Mai. Rồi, về chỗ. Ủa, nhưng mà chơi cái liệt kê hay gì vậy? Liệt kê. 1, 2, 3. Trời ơi, thắng là thắng giải trước rồi đó. Thắng được. Ngốc nghếch. Ngờ nghếch. Thắng được liệt kê trước. Anh Giang. Anh Giang. Xin anh. Xin anh. Đừng địa lý. Đừng đời sống gia đình. Đừng bài nhạc. Vậy thôi, đừng thi. Còn lại cái gì cũng được. Động rồi. Thực vật đi. Động thực vật hả? Dạ. Địa lý bạn ơi. Kể tên các loài cá có vảy. Cá chép. Cá trầu. Cá bông mú. Đúng. Cá thu. Thu có vảy nhỏ mà. Có vảy. Con cá trích. Nhiều vảy. Cá giết. Cá giết quá trời vậy. Cá giết là cái gì vậy? Anh biết cá giết là cá bóng. Bóng. Cá bụng. Bả trầu. Bả trầu. Cá đù. Cá nục. Cá nục có chứ anh. Cá nục có anh. Có vảy. Có vảy. Có vảy nhưng mà ít, hơi ít. Có gì? Đuôi, con gì? Ở phần đuôi. Có thôi. Cá nục. Cá nục. Phần đuôi nó có vảy nhỏ. Vậy cá đục. Cá đục được quá trời vậy luôn. Cá mối. Cá mối. Nhiều vậy luôn. Mối ăn. 5 4 Con cá sapa. Đúng. Không phải. Không phải. Con cá hồi. Cá hồi. Cá coi. Cá rô. Có luôn. Đúng rồi, mấy con cá sông, cá đồng rồi đó. Cá bảy màu. Có vậy, Bảy màu. Có. Vậy á nha, vậy á. Vậy chứ không phải là cái vây đâu nha. Cá ba đuôi. Có. Cá sim. Cá sim. Cá sim là cá lê thia hả? Cá đá mà, hai con cá đá nhau á. Cá sim là cá lê thia đúng không? Còn có vậy không? Vậy. Có. 5. Ê! Thúy Ngân nhắc kìa. Cá sấu. Thúy Ngân mới nhắc kìa. Không có nhắc cá sấu. Cá sấu không có vậy, cái sấu nó gọi là da. Đúng. Vô. Ai nhắc cá sấu vậy? Ai nhắc? Nói cá sông, cá đồng rồi đó. Cá lóc có vậy mà. Cá lóc có chứ không có. Có cá trê mới không có vậy thôi. Hồi nãy là Vinh nói là cá trầu. Cá trầu là một loại cá nó gần giống như cá lóc ở miền Trung rất là nhiều. Như vậy là... Cá linh. Hả? Hết rồi. Ai nhắc cá sấu em vậy? Khán giả nhắc cá sấu. Đó là những con cá sấu. Lại là khán giả. Câu đầu tiên là Vinh thắng. Câu tiếp theo. Cái đó là da mà sao mà đi nói vẫy được hay thiệt. Quả tôi xin. 1, 2, 3. 2, 3. Thắng làm gì? Ai thắng? Em. Vẫn hay lắm. Dòng này em sẽ thắng. Kể tên các loài trái cây khi ăn phải bỏ vỏ. Rồi. Trái hồng. Cái hồng mất mớ gì bỏ? Đó, cho một cơ hội. Phải bỏ vỏ. Mít. Mít. Sầu riêng. Sầu riêng. Trời. Trái mây. Trái mây. Mới ăn qua. Đúng rồi. Trái dừa. Đúng rồi, trái dừa phải bỏ chứ. Trái bằng bon. Đúng rồi. Trái 5 4 Sabuche. 5. Ủa, Sabuche. Đúng rồi. 4 3 Trái bưởi. Trái bưởi. Ê, trái bưởi, vỏ bưởi ăn chè được mà. Không có được, hồi nãy em nói rồi, không có được. Trái ơi, chanh. 5 Chanh anh bỏ được mà. Trái chanh chơi, chanh dây. 3 Chanh dây bỏ vỏ. 5 Nhắc luôn, nhắc luôn. Trái. Ủa, trái. Ủa, nhắc được không? Nhắc được. Chôm. 5 Ủa, nhắc được hả? Chôm. 3 Em biết rồi. Nhắc được kìa. Trái cốc. Trái cốc. Trái cốc ăn vỏ mà. Em còn biết một trái nữa. Trái gì? Trái nhãn. Trái nhãn, trái vải. Đúng rồi. Đúng rồi. Thanh long, đúng. Thanh long, nhiều lắm ha. Quả tôi xì. 1, 2 Thắng làm gì? Để rồi nơi anh ra đi. Cái này không nói nha. Riêng câu này không nói nha. Liệt kê các tiếng kêu của các loài động vật. Ép. Hả? Ép.
Con nào kêu ét ét? Heo ét. Nó bị cắt tiết. Nó bị cắt tiết. Ủa nỉn. Con nào kêu ủa nỉn? Con nào kêu ủa nỉn? Tức là vậy nè, tức là Ngọc đang gọi là đang tường thuật lại chứ không có tạo ra tiếng kêu. Phải là ét ét. Em kêu ét ét. Là không được. Thì phải làm y chang á. Mèo mèo. Rú rú. Giống ha. Chíp 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 chíp. Rồi, gà con. Ồ ồ ồ ồ. Gà trống. Ốc 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 ốc. Nói gì nữa? Gà con gì vậy? Gà mái. Ồ ồ ồ ồ. 3 tiếng sau mới tát. Ba ba ba. Còn sư tử. Sư tử. Sư tử. Sư tử. Không nha, sao làm sao mà phải để người ta đoán được nha. Đúng rồi. Chứ sư tử kêu sao? Nó phải mạnh mẽ hơn. Không thấy mạnh mẽ. Bò. Bò. Không được. Có ra cái phần cái dáng là được rồi. Bò. Y như con bò. Chuột. Bốn. Năm. Bốn. Ba. Hai. Cạp 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 cạp. À, năm. Bốn. Ngân ngân nhát thần ngân nhát. Ba. Hai. Con chó sói á. Con chó sói á. Ủa mày mà con chó sói á. Nó đứng trên á. Sai rồi, chó sói là gì nè. Vô. Chó sói mà. Tại vì á. Chị Ngọc, con khỉ nữa. Không có con chó sói mà. Nó đứng ở trên vậy nè. Thật ra là mình làm á, nó phải được 80-70 chứ mình làm nó không ra được 50 thì đâu được. Hồi nãy em là em đâu làm gì đâu. Trời nè em mà. Câu tiếp theo. Ủa? Chấp nhận cho em con chó sói đi chứ. À, câu thắng rồi anh. Ủa thắng rồi hả? Ừ. Anh lượt sao? Đầu tiên Chu Thế Bình chiến thắng. Chúc mừng. Còn một con nè. Tắc kè. Tắc kè. Con nữa nè. Anh hỏi em mấy câu giống vậy luôn nha anh Giang. Ok. Thằng lần kêu sao? Đó. Cái con khỉ đó. Sùng á. Đang đọc hả? 12 con giáp tí sủi dần mẹo thình. Thình. Con thình kêu sao? Con thình kêu sao? Tiếng lực vô. Rắn nó nè. What? Rắn nào mà kêu vậy Ngọc? Đúng rồi. Rắn nó thè luôn. Bà điên quá bà ơi. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ nó nào cái là nói mặt luôn mất cười. Con vợ nghe sao được?